người bạn Lào thắm tình hữu nghị, chung núi chung sông chung dòng suy nghĩ, là anh em là người đồng chí, cùng nắm tay nhau xây dựng nước giàu. Mới ngày nào chúng ta bên nhau cùng hát vang những bài ca Việt Lào, tổ quốc cả hai đều là thân thiết, son sắt một lòng nghĩa nặng tình sâu. Ngày chia tay nhau nhắc mãi một câu, dù ở nơi đâu cũng thường xuyên liên lạc, ngày cả hai đều phục vụ đất nước, tôi ở Việt Nam, bạn ở Lào. Hai chúng ta cùng chung một chiến hào, xóa bỏ bất công vun trồng bình đẳng, vì tổ quốc bạn Lào thắm tình hữu nghị, chung núi chung sông chung dòng suy nghĩ, là anh em là người đồng chí, cùng nắm tay nhau xây dựng nước giàu. Mới ngày nào chúng ta bên nhau cùng hát vang những bài ca Việt Lào, tổ quốc cả hai đều là thân thiết, son sắt một lòng nghĩa nặng tình sâu. Ngày chia tay nhau nhắc mãi một câu, dù ở nơi đâu cũng thường xuyên liên lạc, nay cả hai đều phục vụ đất nước, tôi ở Việt Nam, bạn ở Lào. Dù ở nơi đâu tôi cũng mến bạn Lào, bởi đó là tình thương là máu thịt, con tim tôi già diết như tình Việt Lào ngày sáng muôn sao. Chào người bạn Lào thắm tình hữu nghị, chung núi chung sông chung dòng suy nghĩ, là anh em là người đồng chí, cùng nắm tay nhau xây dựng nước giàu. Mới ngày nào chúng ta bên nhau cùng hát vang những bài ca Việt Lào, tổ quốc cả hai đều là thân thiết, son sắt một lòng nghĩa nặng tình sâu. Ngày chia tay Lào thắm tình hữu nghị, chung núi chung sông chung dòng suy nghĩ, là anh em là người đồng chí, cùng nắm tay nhau xây dựng nước giàu. Mới ngày nào chúng ta bên nhau cùng hát vang những bài ca Việt Lào, tổ quốc cả hai đều là thân thiết, son sắt một lòng nghĩa nặng tình sâu. Ngày chia tay nhau nhắc mãi một câu, dù ở nơi đâu cũng thường xuyên liên lạc, nay cả hai đều phục vụ đất nước, tôi ở Việt Nam, bạn ở Lào. Dù ở nơi đâu tôi cũng mến bạn Lào, bởi đó là tình thương là máu thịt, con tim tôi già diết như tình Việt Lào người sáng muôn sao, con tim tôi nhớ về bạn già diết như tình Việt Lào người sáng muôn sao.
cánh đồng xà thơm ngát, con đường bụi đỏ mịt mờ, những bản làng cháy rụi, tiếng trống lăng vông bập bùng. Mặt trời ngày ấy hình như đỏ hơn, eo lưng con gái Lào ngày ấy hình như cũng cong hơn. Trong bộ áo lính tình nguyện rộng thùng thình, chúng tôi nhảy múa, hát ca và bập bẹ tỏ tình bằng tiếng người bản xứ. Chiến tranh như chưa bao giờ xảy ra. Này em gái trên hương ơi, chịu khó nuôi chiến sĩ người diệt thù vì dân chưa về. Ô đê, rồi mai đây khi đất nước vắng bóng thù, đợi chờ anh lại về bên em. Người đẹp ơi, anh chờ. Đã sông mà cánh vương, đến ngày ngày cùng bạn bè chiến chốn.
đồng chí Phạm Tiến Quỳnh lên tặng hoa cho đoàn văn nghệ. Xin kính mời. Kính thưa các vị khách quý, lễ kỷ niệm 40 năm diễn ra trong điều kiện đất nước cũng như địa phương các cấp đã cơ bản hoàn thành mọi chỉ tiêu năm 2022, chuẩn bị triển khai nhiệm vụ năm 2023 vào thời điểm cả nước ta chào mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Được sự thống nhất và cho phép tạo điều kiện của Hội Cựu Chiến binh huyện Yên Lạc, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thị trấn Yên Lạc, hôm nay ngày 11 tháng 12 năm 2022, Ban Liên lạc Hội Đồng ngũ tháng 2 năm 1982 thị trấn Yên Lạc long trọng tổ chức kỷ niệm 40 năm Hội Đồng ngũ 1982-2022. Về dự và chỉ đạo lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập, thay mặt Ban Liên lạc, tôi xin trân trọng và giới thiệu về phía Hội Cựu Chiến binh huyện Lạc, xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Hồng Thăng, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện Yên Lạc, trưởng ban phụ trách Bộ đội tình nguyện Việt Nam tại Lào, huyện Yên Lạc đề nghị chúng ta liên tục chào mừng. Về phía thị trấn Yên Lạc, tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Dương Đức Quyền, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Yên Lạc. Đồng chí Nguyễn Hồng Vân, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh thị trấn Yên Lạc. Đồng chí Nguyễn Văn Cường, Chỉ huy trưởng Quân sự thị trấn Yên Lạc, đề nghị chúng ta liên tục chào mừng. Về phía Hội Đồng ngũ thị trấn Yên Lạc, xin được trân trọng giới thiệu có 49 trên 56 đồng chí về dự, đề nghị chúng ta liên tục chào mừng. Về dự hội nghị hôm nay còn có các đồng chí trong Ban Liên lạc tháng 2 năm 1982 đại diện cho các xã trong huyện và các tỉnh bạn gần như Việt Trì, Bình Dương, Bình Định, Tam Hồng, Đại Từ, Trung Hà, đề nghị chúng ta liên tục chào mừng. Ban Liên lạc xin trân trọng giới thiệu về dự còn có các chị em là phu nhân của Hội Đồng ngũ tháng 2 năm 1982 cũng đã có mặt và cổ vũ động viên Hội Đồng ngũ, đề nghị chúng ta liên tục chào mừng. Ban tổ chức xin ghi nhận đồng chí Dương Văn Đức dù ở rất xa cũng có mặt về sự hội nghị, xin trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin cảm ơn các mạnh thường quân đã ủng hộ kinh phí công sức để hội nghị chúng ta thành công tốt đẹp. Hội Bộ đội tháng 2 năm 1982 sinh ra vào thời kỳ Quân đội Nhân dân Việt Nam vừa xây dựng phát triển kinh tế, vừa bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vừa làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, giúp nước bạn Lào và Campuchia anh em trong sự nghiệp lớn mạnh của quân đội, có phần đóng góp của anh em nhập ngũ tháng 2 năm 1982 được Quân đội Nhân dân Việt Nam và nước bạn Lào ghi nhận. Bởi cách đây 40 năm tại quê hương xã Minh Tân, nay là thị trấn Yên Lạc yêu dấu, ngày 8 tháng 2 năm 1982 có 55 chàng trai còn rất trẻ đáp lại tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Vì nhiệm vụ vẻ vang, họ đã lên đường làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Lào, thuộc mặt trận 379, đặt chân đầu tiên là trung đoàn 423 tỉnh U Nam Say. Nhớ lại kỷ niệm cách đây 40 năm, trong mỗi chúng ta ngồi đây đều là những chàng trai còn rất trẻ, 92% là chưa có người yêu, chưa vợ, chưa có nhiều bạn, mới rời ghế nhà trường còn đang ngây ngô bờ ngỡ. Tuy mỗi người một việc,
song tất cả đều có một điểm chung, chưa xa bố mẹ, xa nhà, xa người thân. Và thế rồi, đúng ngày 8 tháng 2 năm 1982, ngày đầu xuân đẹp trời tại xã Mỹ Sơn, huyện Yên Lạc cũ, từ khắp các nẻo đường, các xã đều đưa thanh niên tập trung về đây để thực hiện nhiệm vụ quân đội giao tại xã Mỹ Sơn. Có những chàng trai còn khóc khi phải xa mái ấm gia đình, có những chàng trai còn bình dị với người yêu, không muốn thả tay người yêu khi không muốn lên xe. Nhưng rồi giây phút chia tay đầy quyến luyến cũng đã đi qua. Những chiếc xe tải với những chàng trai cũng đã lăn bánh trên đường nhằm thẳng hướng Điện Biên sang Lào thẳng tiến. Và thế là chúng ta mỗi người từ một xứ khác nhau đến đất nước bạn Lào, chẳng hề quen nhau, bắt đầu từ đây trở thành những bạn, những đồng đội, đồng chí. Tuy ngày đầu thấm mệt song đều rất vui vẻ vì bắt đầu từ đây đều tự hào rằng chính mình là bộ đội Việt Nam, trở thành người lính Cụ Hồ, được làm nhiệm vụ quốc tế cao cả giúp nước bạn Lào. Mặt trận 379 thuộc trung đoàn 423 tỉnh U Nam Say, qua 3 tháng huấn luyện tuy vất vả song thật vui, bởi chúng ta đều được sống chan hòa trong tình đồng đội, đều quý trọng một nỗi nhớ gia đình hoặc nhớ người yêu, nơi quê hương, quê nhà. Hôm nay và hôm nay ngồi đây, nhiều đồng chí cũng chẳng bao giờ quên được những kỷ niệm của những ngày huấn luyện màu xanh áo lính, nào là bao xe lựu đạn với những bữa ăn xếp hàng đi đến bếp ăn, rồi cùng nhau vào rừng lấy củi, lấy nứa, đan tranh, hoặc các buổi chiều tăng ra tưới rau, thể dục, rồi tập huấn luyện. Thế rồi những ngày huấn luyện cũng đã thấm thoát trôi qua, chúng ta không nguôi nhớ lại những ngôi nhà chung, đó là phải chia tay nhau, người về mặt trận, người lên trung đoàn hay người xuống tiểu đoàn. Thuộc cụ thể thuộc như sau: chúng ta tham gia học quản lý đơn vị là 8 đồng chí, y tá 5 đồng chí, thông tin báo vụ 5 đồng chí, a trưởng 5 đồng chí, 12 lý bảy 9 đồng chí, công vụ 2 đồng chí, công tác chuyên môn khác 19 đồng chí. Nhiều đồng chí đã được tham gia canh giữ chốt biên cương tại nước bạn Lào và hoàn thành nhiệm vụ rất cao. Sau 3 năm trở về làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Lào thuộc mặt trận 379, mỗi chúng ta đều có quyền tự hào, đều giữ gìn tốt kỷ luật trong quân đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác dân vận với các nước bạn Lào cũng như nhân dân bản làng nơi đóng quân, đó là rèn luyện chiến đấu, tiêu trừ phỉ, tiêu diệt thám báo và bảo vệ vùng biên cương Tây Bắc giúp nước bạn Lào, góp phần giữ gìn vun đắp tình quân dân Việt Lào ngày càng keo sơn gắn bó thủy chung, ra sức phấn đấu xây dựng đơn vị, góp phần xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam, giữ vững biên cương, bảo vệ tổ quốc, hoàn thành nhiệm vụ giúp nước bạn Lào. Trong thời gian phục vụ quân ngũ hơn 3 năm, 100% các đồng chí được tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức của bộ đội Cụ Hồ. Có nhiều đồng chí hàng năm được biểu dương khen thưởng, nhiều đồng chí được thưởng bằng khen, giấy khen, và có 10 đồng chí được kết nạp vào đảng chiếm 19%. Hoàn thành nhiệm vụ trong quân đội nước bạn Lào, khi trở ra quân, các đồng chí đều được giải quyết chế độ là phục viên 100%. Trong quân đội được tăng thưởng huân huy chương các loại, được cấp 100% kỷ niệm chương theo quy định. Khi trở về địa phương với tâm trạng vui mừng và phấn khởi, nhưng vẫn không khỏi băn khoăn lo lắng, các đồng chí về với hai bàn tay trắng. Khi ra tài chỉ là chiếc ba lô đựng hai bộ quần áo và chút quà lưu niệm từ nước bạn Lào trở về, thì biết làm gì, cuộc sống ra sao. Trong lúc đó tình hình đất nước hết sức khó khăn, cơ chế thị trường vẫn đóng cửa, song với bản chất bộ đội Cụ Hồ, các đồng chí đã được tôi luyện trong quân đội, tất cả đều không chịu khuất phục, không chịu khó khăn trước cái đói, cái nghèo, với ý chí tự lực tự cường vươn lên chính mình, phát huy truyền thống của xã Minh Tân, nay là thị trấn Yên Lạc, với nghề mộc truyền thống, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ với ý chí quyết tâm. 55 đồng chí đều phát triển kinh tế, thoát được cái đói, giảm được cái nghèo. Kinh tế gia đình của các đồng chí hôm nay được tăng trưởng ổn định khá. Và cũng là trong thời điểm đầu do mải làm ăn xa, bươn trải với cơ chế thị trường, các đồng chí, mỗi người chúng ta, hội toàn thị trấn,
không thể thành lập được mà chi hội thành lập theo mô hình của các thôn nhỏ lẻ tự phát. Đến thời điểm tháng 2 năm 2012, tròn 30 năm, nhân kỷ niệm 30 năm ngày nhập ngũ, toàn thị trấn được thành lập tổ chức kỷ niệm 30 năm vào tháng 2 năm 2012. Hôm nay, ngày 11 tháng 12 năm 2022, Hội Bộ đội nhập ngũ tháng 2 tổ chức gặp mặt kỷ niệm 40 năm. Thay mặt ban liên lạc, các vị quý khách cùng toàn thể các đồng chí có mặt hôm nay, tôi xin một tràng pháo tay thật to để chúc mừng kỷ niệm 40 năm ngày nhập ngũ. Kính thưa các vị quý khách, thưa toàn thể các đồng chí, các bạn, tuổi thanh xuân không trở lại hai lần, trải qua 40 năm ngày nhập ngũ. Với 55 anh em đã có gia đình, đến nay đã lên ông nội, ông ngoại, có con cháu cơ bản ổn định. Xong, trên gương mặt các đồng chí đã hằn thêm những nếp nhăn, trên mái tóc đã chuyển màu vì sự từng trải với đời thường. Xong, chúng ta thấy vẫn thấy ấn tượng phía sau những nếp nhăn đó, những sợi tóc pha xương là nụ cười rạng rỡ, chất vô tư rất lính. Bởi ai cũng thấy rằng cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, và hơn thế nữa, mỗi chúng ta đều giữ được những phẩm chất tốt đẹp của bộ đội cụ. Đánh giá về hoạt động của Hội Bộ đội, tổng số tháng 2 năm 1982 là 55 đồng chí, trong đó sang Lào 51 đồng chí, còn ở lại trong nước 4 đồng chí, thôn Đông 19 đồng chí, thôn Đoài 13 đồng chí, thôn Trung 16 đồng chí, thôn Tiên 7 đồng chí, số đã từ trần là 06 đồng chí đã tham gia hội cựu chiến binh của chúng ta đạt 100% quân số. Tham gia về công tác phát triển kinh tế gia đình, cán bộ công chức có 4 đồng chí, cán bộ địa phương có 7 đồng chí, thực hiện nghề đông y 2 đồng chí, doanh nghiệp có 6 đồng chí, chủ trang trại 2 đồng chí, chủ cửa hàng đồ mộc có 9 đồng chí, chủ xưởng mộc có 7 đồng chí, làm các ngành nghề khác có 11 đồng chí. Nhiều đồng chí làm kinh tế tăng trưởng cao, ghi nhận sự đóng góp như đồng chí Đức ở miền Nam, đồng chí Trung Lạng, đồng chí Minh Loan, đồng chí Trung Lạng, đồng chí Minh Hảo, đồng chí Ninh Hòa, đồng chí Quý Phượng, đồng chí Thí Bảy, đồng chí Quốc Ổn, đồng chí Hùng Tị và đồng chí Túc, cũng như rất nhiều các đồng chí khác. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí làm ăn kinh tế giỏi. Về hoạt động của ban liên lạc, tổng số 12 đồng chí trong ban liên lạc gồm 1 đồng chí trưởng ban, 1 đồng chí phó ban, 1 đồng chí kế toán, 8 thành viên được chia làm mỗi thôn 2 thành viên để tham gia theo dõi. Ban liên lạc duy trì hoạt động của hội theo đúng quy chế, hoạt động đoàn kết bám sát vào công việc của hội nhằm nắm bắt kịp thời khi gia đình các đồng chí có công việc hiếu hỉ tổ chức thăm hỏi và động viên. Ngoài ra còn tham gia với ban liên lạc hội tình nguyện Việt Nam Lào tại huyện, tham gia đóng góp đầy đủ các chương trình của huyện đề ra. Về chế độ chính sách, thực hiện quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ chính sách đối với quân đội tham gia công tác tại biên giới nước bạn Lào và Campuchia cũng như trong nước, kết quả như sau: được cộng nối và thời gian công tác là 4 đồng chí cán bộ công chức, chúng ta được cộng nối 4 đồng chí, hưởng chế độ theo quyết định 62 của Chính phủ là 51 đồng chí, được cấp bảo hiểm xã hội theo quy định là 55/55 đạt 100%, được cấp kỷ niệm trương quân tình nguyện Việt Nam Lào và 100% các đồng chí đều được cấp kỷ niệm trương, hoàn thành thực hiện tốt chủ trương chính sách. Đó là cái đề ban và tôi sẽ duy trì khi kết thúc cuộc họp này. Sau đây là chúng ta tiếp tục phát huy bản chất bộ đội cụ Hồ, truyền thống yêu nước của quê hương thị trấn Yên Lạc anh hùng. Tháng 2 năm 1982, 55 thanh niên ưu tú của quê hương đã lên đường nhập ngũ và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, đáp ứng được nhiệm vụ cách mạng của hai nước. Các đồng chí đã được bố trí ở nhiều đơn vị, nhiều nhiệm vụ khác nhau trong những năm tháng chiến đấu và công tác tại nước bạn Lào. Các anh đã cùng với quân tình nguyện Việt Nam đồng cam chịu khổ, hạt gạo cân đôi, còng rau bể nửa với nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang Lào để bảo vệ căn cứ cách mạng, góp phần xây dựng đất nước Lào ngày càng phát triển, góp phần tăng cường mối quan hệ liên minh chiến đấu, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, đồng thời làm sáng ngời tinh thần quốc tế vô song trong sáng của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Hoàn thành nhiệm vụ quốc tế cao cả, các anh được phục viên trở về địa phương và tham gia ở nhiều lĩnh vực công tác khác nhau,
như trong cơ quan của Đảng, cơ quan nhà nước, chính quyền đoàn thể, các doanh nghiệp phải trực tiếp tham gia lao động, sản xuất, phát triển kinh tế của địa phương. Ở nhiệm vụ ở cương vị nào, các anh cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần đáp ứng được nhiệm vụ, mục tiêu xây dựng kinh tế, củng cố nền quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị ở địa phương. Kính thưa các quý vị đại biểu, như trong bài diễn văn lễ kỷ niệm 40 năm thì anh Hùng cũng đã nói, để được thành công của các anh như ngày hôm nay là có sự đóng góp quý báu và rất lớn của các chị. Xin mẹ đừng nghĩ lúc con đi biên giới Việt Lào con sẽ đi, bố mẹ anh chị vui ngày Tết, các em vui mừng đón xuân qua. Hôm nay con ở biên giới xa không về thăm được bố mẹ già, 4 năm ngày nữa là hết Tết, các anh các chị lại vào ca, xin hết ạ.
chung chung điểm điểm. Xưa cắm chiến trường cầm súng đi đánh giặc, nay trở về quê nhà xây dựng lại quê hương. Đồng chí ơi, là cựu chiến binh anh trước em sau, những mái đầu xanh bên mái đầu vàng trắng. Xưa Điện Biên đã làm nên lịch sử, quét sạch quân thù bằng chiến dịch Hồ Chí Minh. Đồng chí ơi, hát vang lên bài ca chiến sĩ, khung quân hành dồn ra chiến trường xưa. Hát vang lên bài ca về đồng đội, những người con bất tử của quê hương. Đồng chí ơi, là cựu chiến binh anh trước em sau, vẫn sống bên nhau thắm tình đồng đội. Xưa vượt Trường Sơn bằng đôi chân không mỏi, từ muối rau rừng ta nhớ mãi bên nhau. Tự hào hôm nay ta là cựu chiến binh, tự hào hôm nay ta là cựu chiến binh. Việt Nam quang trên trường cầm súng đi đánh giặc, nay trở về quê nhà xây dựng lại quê hương. Đồng chí ơi, là cựu chiến binh anh trước em sau, những mái đầu xanh bên mái đầu vàng trắng. Xưa Điện Biên đã làm nên lịch sử, quét sạch quân thù bằng chiến dịch Hồ Chí Minh. Đồng chí chiến sĩ, khung quân hành dồn ra chiến trường xưa. Hát vang lên bài ca về đồng đội, những người con bất tử của quê hương. Đồng chí ơi, là cựu chiến binh anh trước em sau, vẫn sống bên nhau thắm tình đồng đội. Xưa vượt Trường Sơn bằng đôi chân không mỏi, từ muối rau rừng ta nhớ mãi bên nhau. Tự hào hôm nay ta là cựu chiến binh, tự hào hôm nay ta là cựu chiến binh. Việt Nam quang vinh. Đồng chí ơi, là cựu chiến binh anh trước em sau, vẫn sống bên đồng đội. Xưa vượt Trường Sơn bằng đôi chân không mỏi, cơm muối rau rừng ta nhớ mãi bên nhau. Tự hào hôm nay ta là cựu chiến binh, tự hào hôm nay ta là cựu chiến binh. Việt Nam quang về đời thường, về
đây với phố với phường với ruộng với đường góp phần dựng xây đất nước làm giàu cho quê hương. Người cựu chiến binh ơi chớ quên thời bom đạn những tháng năm dày dặn lao bàn đường ngày nay. Người cựu chiến binh ơi trên chiến trường tin mãi mãi.